Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Là chúng ta cần lời của Chúa để sống. Giống như Chúa Giêsu nói, con người không chỉ sống bằng bánh đâu, mà còn bằng mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất ước ao, trong giờ chia sẻ lời Chúa, tất cả anh em mình hãy tập trung, Vì anh em đã bỏ thời giờ từ nơi xa đến đây, bỏ thời gian gần như cả ngày thánh nhật đến đây. Và thực sự phần thưởng là gì? Tôi nghĩ rằng phần thưởng ấy là lời của Đức Chúa Trời. Quý lắm anh chị em, vì lời Chúa có thể biến đổi chúng ta. Lời Chúa có thể giúp chúng ta thoát khỏi những sai lầm và tội lỗi. Lời Chúa dẫn dắt chúng ta đi và chúng ta không còn thất bại nữa. Lời Chúa có khả năng chữa lành, giải phóng. Và lời Chúa có thể thánh hóa chúng ta. Và nó có quyền năng để làm cho chúng ta được trường thọ và khỏe mạnh. Cho nên chị em ạ, lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại là di sản thuộc linh, không gì có thể so sánh. Và không tiền nào của nào mua được. Và không có một lý thuyết, triết lý nào hay là đạo đức hệ thống nào của nhân loại so sánh được với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nói như tiên tri TV Joshua nói đó anh chị em, khi mình nghe lời Ngài, hãy nghe một cách chú ý, nghe một cách tập trung và nghe một cách hết sức trân quý nó, thì khi lời đó lọt vào lòng anh chị em, nó biến thành đức tin, nó chỉ trở thành đức tin khi nó vào lòng thôi. Còn nó trong đầu thì nó chỉ là tri thức, nó không phải là đức tin. Và khi nó đã trở thành đức tin rồi, nó có thể khiến anh chị em dời núi được. Quyền năng từ đó mà ra, quyền năng của sự chữa lành, quyền năng giải phóng, quyền năng của sự thay đổi cuộc sống, quyền năng của cái sự biến đổi mọi sự, anh chị em ạ, đến từ đức tin. Mà Kinh Thánh chép rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà người ta nghe được là khi lời rema của Chúa Giêsu Christ được giảng ra. Anh em muốn nghe được lời rema đó, anh em phải nghe chú ý. Tôi truyền cho anh em một cái kinh nghiệm mà tôi hay áp dụng cho đời sống mình khi nghe lời Chúa. Để có được lời rema, không à? Còn không mà chúng ta đọc văn tự không à? Đây, những lời viết trong này là văn tự, nó không có tác dụng thay đổi đời sống mình. Nhưng lời rema thì có. Làm sao để có lời rema? Khi anh em nghe lời Chúa, hãy tìm một không gian yên tĩnh, nhắm mắt mình lại và nghe trước. Cảm ơn Chúa vì thời đại này mình có thể nghe được lời. Ngày xưa phải đọc, còn bây giờ có thể nghe được. Em nhắm mắt mình lại, nghe và nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại. Có những đoạn Kinh Thánh tôi nghe hàng trăm lần. Tôi nghe từ sáng đến trưa. Hoặc là tôi nghe từ 4 giờ chiều đến đêm, cứ nằm và nghe đi nghe lại. Và anh em biết không? Bất thình lình có một câu, một đoạn ở trong đó đập vào trong lòng mình, nó khải thị ra và mình hiểu được lời của Chúa. Ôi Chúa ơi, Ngài nói điều này mà con từ xưa đến nay không hiểu. Và đó biến thành lời rema cho mình, trở thành sức mạnh trong tấm lòng của mình, trở thành quyền năng khi mình giúp đỡ người khác, trở thành một cái sức mạnh trong lời cầu nguyện của mình. Tôi khích lệ anh chị em hãy làm đầy lời cầu nguyện của mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Rất quyền năng, rất quyền năng anh chị em. Cho nên để trở lại vấn đề, anh chị em ơi, hãy nghe lời Chúa cách chú ý. Amen. Amen anh chị em. Chú ý nha. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Bây giờ con giao phó thì giờ này lên cho Ngài. Con cùng với hội thánh Chúa đang cùng nhau để rao giảng ra lời Ngài. Lạy Chúa, giáo sư lớn của chúng con chính là Đức Thánh Linh đang hiện diện giữa hội thánh này. Chúng con tôn kính Ngài, chúng con tôn trọng Ngài, chúng con nói rằng nếu không bởi Ngài, chúng con không thể nào hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, hãy đến sức dầu cho chúng con, một sự dầu mới thánh từ nơi Ngài, để chúng con có thể mở trí, mở lòng và hiểu được lời chân truyền của Chúa. Cha ơi, và nhờ đó biến đổi cuộc đời chúng con. Cha, đây là thì giờ của Ngài, chúng con giao phó cho Ngài. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện với nhau,
Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ cho anh chị em ngày hôm nay, đó là một đề tài nói về sự lãnh đạo và được lãnh đạo. Sự lãnh đạo và được lãnh đạo. Tôi gọi bài giảng này là tầm quan trọng của lãnh đạo. Tầm quan trọng của lãnh đạo. Tại sao hôm nay chúng ta lại nói về đề tài này? Vì đề tài này nó giúp cho con người chúng ta ở thế cân bằng và có thể phát triển một cách lành mạnh. Trong xã hội ngày nay, người ta cho rằng tự do có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tôi tự do. Nhưng nhìn với ánh sáng của Kinh Thánh thì Kinh Thánh không nói như vậy. Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng người tự do là người muốn làm gì thì làm. Nhưng Kinh Thánh định nghĩa tự do ở trong Phi-rơ nhất chương 2 câu 16 như thế này: hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép như vậy. Cho nên định nghĩa thật của sự tự do là gì? Tự do thật của con người chính là làm đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đó là tự do thật. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy cái câu này mâu thuẫn. Làm sao gọi là tự do mà lại đi làm nô lệ cho Đức Chúa Trời? Sao lại mâu thuẫn như vậy? Nhưng xin thưa với anh chị em, không mâu thuẫn đâu. Bởi vì Đức Chúa Trời là một lãnh đạo tốt nhất trong cõi vũ trụ này. Tốt về nghĩa đạo đức, tốt về nghĩa khả năng. Tức là Ngài vừa tốt tính mà lại vừa giỏi giang, để có thể giúp cho những người nào ở dưới Ngài phát triển một cách mạnh mẽ, đúng đắn và đạt được đỉnh cao trong mọi tiềm năng mà con người đó có. Cho nên thưa bạn chị em, tự do thật, tôi xin nhắc lại, chính là làm tôi mọi hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh ở trong Phục Truyền chương 30 câu 15 đến 18 có chép một đoạn tôi thấy cực kỳ được khích lệ, để chúng ta hiểu thêm một cái lẽ thật quan trọng về bản chất sáng tạo, bản chất được sinh ra của con người, mà nhiều người hôm nay có thể vì không nghiên cứu cho nên không hiểu rõ cái bản chất thật của con người được Đức Chúa Trời tạo dựng là gì. Và chúng ta có thể vì có những cái mong muốn xác thịt của mình mà làm tàn hại cuộc đời của mình. Câu Kinh Thánh đã được chép như sau: hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và giữ gìn những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống và gia thêm. Và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ nhận lấy. Câu 17: nhưng nếu lòng ngươi xoay trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải bị tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đan đặng nhận lấy. Đây là khúc Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se truyền cho dân tộc tuyển chọn của Ngài là dân tộc Do Thái. Và khi chúng ta suy ngẫm đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy như thế sau: Đức Chúa Trời đặt giữa dân tộc của Ngài sự sống, sự chết, sự phước lành, sự rủa xả, sự thờ phượng Ngài, sự thờ phượng Satan, đi trong sự sáng và đi trong sự tối. Và con người của Ngài đứng ở giữa, có quyền chọn lựa. Tôi muốn anh chị em suy nghĩ về bức tranh này một chút để hiểu bản chất của con người. Có người nói rằng tôi không tin cái gì cả, tôi đứng cửa giữa, tôi không tin Đức Chúa Trời, tôi cũng chẳng tin ma quỷ, tôi không theo gì cả. Nhưng thật chất con người đó không hiểu điều mình nói. Đức Chúa Trời tạo ra con người
và cho con người ý chí tự do để sống. Nhưng con người chỉ có hai lựa chọn chứ không có ba lựa chọn. Có hai thôi. Con người trên đời này không có ba lựa chọn, không có nhiều hơn hai lựa chọn. Nó chỉ được quyền chọn sống, chết, chọn Đức Chúa Trời, chọn ma quỷ, chọn sự sáng, chọn bóng tối, chọn phước lành, chọn rủa xả. Không có cái gì gọi là ở giữa. Không có. Và câu này đó, nó cho chúng ta một cái suy nghĩ rằng con người nhất định, nhất định phải ở dưới sự lãnh đạo của ai đó. Nhất định mỗi một người trong chúng ta nhất định phải ở dưới sự lãnh đạo của ai đó, dù anh chị mình có nhận thức được hay không nhận thức được thì điều đó vẫn cứ xảy ra. Vì vũ trụ này, nhân loại này, cả cõi sinh linh này được đấng tạo hóa hình thành như vậy, chúng ta không thể thay đổi khác. Cho nên thưa anh chị em, dựa vào câu kinh thánh này, chúng ta có thể chia nhân loại ra làm hai. Và chúng ta có thể nói rằng có một phần nhân loại được sự sáng lãnh đạo, và phần còn lại của nhân loại được bóng tối lãnh đạo. Hai cái đó cùng tồn tại song song trên đất này. Và ngày hôm nay anh em mình ngồi đây, rõ ràng chúng ta đã từng chuyển đổi từ một ông chủ tối tăm bước sang một ông chủ sáng láng. Có phải không chị em? Đã từng. Chúng ta đã từng ở dưới tay của một ông chủ tối tăm, và đại diện cho quyền lực của ông chủ đó là tội lỗi. Chúng ta đã từng dối trá, chúng ta đã từng tà dâm, chúng ta đã từng trộm cắp, chúng ta đã từng làm bất cứ điều gì mà ông chủ tối tăm mình muốn thì nó kích động mình làm, sai khiến mình làm. Đôi khi mình vỗ ngực nói rằng khóc, tôi là người ở giữa. Nhưng mà đôi khi nếu thành thật với chính mình thì sẽ có những giây phút mình vẫn làm điều mình không muốn. Có phải không? Mình vẫn cứ phải làm điều mình không muốn. Vậy thì ai bắt mình làm điều đó? Rõ ràng là ông chủ của mình. Và chủ đó là Satan. Chủ đó là quyền lực tối tăm của đời này. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, một ngày đẹp trời, khi Thánh Linh đến gõ cửa tấm lòng mình và mình quyết định lạy Chúa, bây giờ con không muốn làm nô lệ cho nó nữa, Chúa ơi, con bước sang làm nô lệ cho Ngài. Và kể từ đó, chúng ta bắt đầu nói năng tử tế hơn, lòng mình đầy tình yêu hơn, chúng ta làm những việc thiện lành hơn, chúng ta yêu sự sáng hơn, chúng ta nói với Satan rằng bye bye, tụi bay đi chỗ khác chơi, ta không làm điều chủ tụi bay nữa, ta có một ông chủ khác rồi. Rõ ràng anh chị em đã ở dưới một sự lãnh đạo khác. Amen. Trước đây mình ở dưới một sự lãnh đạo khác, bây giờ mình ở dưới một sự lãnh đạo khác. Đó là ta nói về thuộc linh. Nhưng anh chị em ạ, Đức Chúa Trời và Satan không hiện ra bằng xương bằng thịt này để lãnh đạo ai cả. Nhưng Ngài sử dụng những con người mà Ngài tin cậy để lãnh đạo dân sự của Ngài. Satan sử dụng những con người phục vụ nó để lãnh đạo đạo quân của nó. Đó là sự thật. Đức Chúa Trời sử dụng Môi-se để lãnh đạo 2 triệu dân Do Thái đi vào đất hứa. Đức Chúa Trời sử dụng Giô-suê để lãnh đạo 2 triệu dân Do Thái những dòng dõi tiếp theo để chiếm lấy xứ hứa, đạp đổ 31 vua và trở thành một quốc gia thật là hùng cường thời bấy giờ. Và trong lịch sử, Satan cũng sử dụng những đầy tớ của nó. Nó sử dụng tiên tri Ba-la-am để rủa xả dân Do Thái. Nó sử dụng vua A-háp để giết tất cả những tiên tri của Đức Chúa Trời, đuổi tiên tri Eli vào đồng vắng và làm cho ông phải đòi chết. Không ạ? Satan có thể sử dụng những đầy tớ của nó, và Đức Chúa Trời có thể sử dụng những đầy tớ của Ngài. Như vậy đó, tầm quan trọng của lãnh đạo và được lãnh đạo ở trên đời thế tục này là sự thật đó anh chị em. Có người nói rằng không, tôi không cần ai lãnh đạo tôi cả,
mà tôi không ở dưới ai lãnh đạo, tôi cũng chẳng lãnh đạo ai. Không được. Chúng ta không thể nào đi ra khỏi cái quy luật mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra trên đất này. Không thể. Mình bước vào công ty làm việc, chắc chắn anh chị em phải ở dưới lãnh đạo của ai ạ? Giám đốc. Các bạn ạ, mình sinh ra trong một gia đình, anh chị em ở dưới lãnh đạo của ai ạ? Cha mẹ mình. Mình vô trong trường học, mình ở dưới sự lãnh đạo của thầy, thầy cô. Mình ở trong đất nước này, mình ở dưới sự lãnh đạo của thủ tướng, của chủ tịch nước. Cho nên chúng ta không thể nào bước ra ngoài cái quy luật mà Đức Chúa Trời đã định anh chị em. Cho nên có một tầm quan trọng của sự lãnh đạo và được lãnh đạo mà Đức Chúa Trời đặt trên vai của mỗi một con người. Chắc chắn rồi. Nếu như Đức Chúa Trời đặt anh chị em ở dưới một sự lãnh đạo nào đó mà anh chị em không chịu chống lại, thì cuộc đời của chúng ta sẽ gặp rắc rối. Còn nếu như anh chị em đã được Đức Chúa Trời sử dụng để làm anh chị em trở thành một người lãnh đạo, để cai quản một cái mục vụ, một cái công việc nào đó mà Đức Chúa Trời định cho anh chị em trên đất này, mà anh chị em từ chối, không chịu nhận, thì anh chị em giống Jonah. Anh chị em biết Jonah không? Do trong bụng cá ở. Nói như sứ đồ Phao-lô nói, nếu tôi không giảng tin lành thì khốn khó cho tôi thầy. Anh chị em à, không trốn chạy được, không trốn chạy được. Chúng ta phải nhận lấy nhiệm vụ và chúng ta phải thuận phục nữa. Cho nên anh chị em ơi, tôi nói cho em rằng có một tầm quan trọng của sự lãnh đạo và lãnh đạo. Yếu hay mạnh, tốt hay xấu, lành hay dữ đều do lãnh đạo mà ra. Điều này nó đúng từ gia đình cho đến cả một quốc gia. Nó đúng từ trong gia đình, nó đúng đến hội thánh, nó đúng đến cả một quốc gia luôn anh chị. Anh chị em tưởng tượng đọc lại lịch sử sẽ thấy phải không ạ? Thế chiến thứ hai, khi Hitler lên lãnh đạo, có 31 triệu người chết. Anh em khủng khiếp không? Khi Adolf Hitler lên làm lãnh đạo, 31 triệu người vô tội phải bỏ mạng. Trong đó 25 triệu người là người Liên Xô và 6 triệu người là người Do Thái bị chết trong những cái nhà hơi ngạt. Một mình Hitler thôi. Anh em thấy khủng khiếp không? Cho nên cái sự lãnh đạo, cái người lãnh đạo, nó quyết định cái chất lượng của cái tập thể mà người đó lãnh đạo quyết định. Nếu một lãnh đạo tốt thì sẽ đem lại phước lành, thịnh lợi cho cái tập thể, cho gia đình, cho hội thánh, cho cái quốc gia đó. Nếu người lãnh đạo mà xấu thì đem lại sự sụp đổ, sự gian ác, sự giết chóc, sự thất bại và nhiều điều đắng cay cho cái tập thể đó. Quan trọng lắm anh chị, rất quan trọng. Bởi vậy cho nên đó, bởi vậy cho nên là ở trong Kinh Thánh đó, nó có một câu mà sứ đồ Phao-lô nói đó, mỗi một người chúng ta nếu muốn tiến xa hơn trong cái mục vụ hay bất cứ một cái công việc nào mà Đức Chúa Trời định cho mình trên đất, nghĩa là nếu anh chị muốn tiến xa hơn trong vai trò của một người lãnh đạo đó, thì anh chị em à, hãy nghe câu Kinh Thánh này của tôi. Hãy nghe câu Kinh Thánh này của tôi ở trong Timôthê nhất chương 3 câu 5. Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục ngay thật trọn vẹn. Vì nếu các ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời. Dèm theo mà. Cho nên nói gì thì nói, vai trò lãnh đạo tốt hay xấu nó quyết định ngay tại nhà riêng của mình. Nó ngay tại nhà riêng của mình. Timôthê nhất chương 3 câu 5 nói rất rõ. Và tất cả chúng ta không thể tự dối mình. Chúng ta không thể nói rằng ôi, đấy là nhà tôi thôi, chứ mà giao cho tôi một công ty xem, tôi sẽ làm cho nó thịnh vượng và giàu có cho mà coi. Nhưng mà nhà thì bung bét nợ nần đầm đìa. Ai tin anh chứ? Ai tin? Ai tin một con người mà nhà mình con cái thiếu ăn, vợ con nợ nần đầm đìa mà bảo rằng tôi có tài lãnh đạo công ty, ai dám giao không? Các anh em nào ngồi dưới dám giao cho người đó làm CEO của công ty mình không? Không. Cho nên Chúa rất là thận trọng khi chọn lựa người lãnh đạo. Ngài phải nhìn người đó sống thế nào trong nhà mình.
Nếu người đó là chồng thì người đó phải là đầu của gia đình mình. Người đó có đảm nhận, có tuân thủ tất cả những cái điều mà Chúa răn dạy từ trong nhà mình hay không? Ngày hôm nay có nhiều gia đình sụp đổ, nhiều gia đình trở thành một nơi của bạo hành, nhiều gia đình sản xuất ra những đứa con ngỗ nghịch, những đứa con nổi loạn, những đứa con bị trầm cảm, những đứa con bị thế này thế nọ, đều xuất phát từ sự lãnh đạo của cái người đứng đầu trong gia đình, gọi là người đàn ông ở trong gia đình, người chồng trong gia đình, người cha trong gia đình. Tất cả điều đó ra mà ra anh chị em ạ. Có những người không cai quản nhà mình, có những người chỉ thích nhậu nhẹt, đàn đúng, chỉ thích ở đâu đó chuyện bên ngoài, còn về nhà thì chỉ có nằm dài lên xem tivi để ngủ thôi. Và anh chị em ơi, nhà đó nó tát, nó nát như tương luôn. Người ta gọi là nát như tương, nát như tương. Cho nên dân gian của mình có câu, anh chị em có nhớ câu gì không ạ? Con không cha như nhà không có nóc. Tất cả cái gì trên thế giới này, nhà không có nóc nó đều chui vô được hết. Rác cũng chui, mũi cũng chui, cóc nhái, tất cả mọi thứ đều có thể vào nhà mình được hết. Và con cái mình nó sẽ hưởng tất cả những cái văn hóa đó. Cho nên anh chị em ạ, tôi khích lệ chúng ta, mỗi một chúng ta hãy bắt đầu từ chính nhà mình. Tôi đảm bảo với anh chị em rằng nhà mình có thịnh vượng hay không, làm ăn có dư dật hay không, có đầy tình yêu hay không, con cái mình có phát triển lành mạnh hay không, và có nhiều cái di sản để lại cho con cháu hay không. Tôi nói với anh chị em xác quyết một điều rằng tất cả phụ thuộc vào tài lãnh đạo trong gia đình của anh chị em. Tất cả không đâu xa. Đừng bao giờ trách cha mẹ mình, ông bà chết chẳng để lại cục vàng nào cho tôi cả. Đừng trách gì đó. Ông bà sinh mình ra trên cõi đời này đã quý lắm rồi. Đừng trách cứ, hãy nhìn chính bản thân mình. Tôi khuyên anh chị em hãy bắt đầu nó. Cho nên có một câu kinh thánh nữa trong Ê-sai chương 3 câu 4, câu 5 và câu 12 đó. Không ạ? Đây là cái tình trạng thiếu đi lãnh đạo của dân tộc Do Thái thời bây giờ. Thiếu lãnh đạo. Một nhà mà thiếu lãnh đạo tàn nát. Một hội thánh mà thiếu lãnh đạo lộn xộn, không phát triển. Một quốc gia mà thiếu lãnh đạo, tôi đảm bảo anh chị em chỉ ngồi nhà chứ không dám ra đường. Không ạ? Anh chị em thử mà coi, những quốc gia bị vỡ nợ công đó, anh chị em thấy những quốc gia bị vỡ nợ công, ví dụ như Venezuela chẳng hạn đó, vừa rồi nó vỡ nợ, không còn cái kinh phí để vận hành cảnh sát, không còn kinh phí để vận hành những người quét dọn rác, không còn kinh phí để cho vận hành xã hội nữa. Cái ai dám ra đường không? Không ai dám ra. Đập nát hết, cướp bóc tất cả mọi thứ, thậm chí là phải xuống dưới cống múc nước về uống. Đất nước nát như tôi vì thiếu lãnh đạo. Cho nên tôi nói lại với anh chị em rằng cái vai trò của người lãnh đạo hay là cái nhu cầu lãnh đạo của ngày hôm nay là rất cần thiết, rất cần thiết. Và nó bắt đầu từ nhà của mình, nó bắt đầu từ mỗi gia đình, vì gia đình là rương cọt của quốc gia, gia đình là tế bào của hội thánh. Tôi nói với anh chị em á, hội thánh mạnh khi mỗi gia đình mạnh. Anh chị em có amen với tôi điều đó? Làm gì có cái hội thánh nào đầy dẫy thánh linh mà gia đình đầy dẫy ma quỷ? Không có chuyện đó xảy ra. Đúng không? Mỗi gia đình cãi nhau đánh nhau suốt ngày nhưng đến hội thánh đầy dẫy thánh linh. Ôi trời, chuyện này chuyện đúng là không thể được. Không có. Các đó đây là giả hình Pharisee thầy thông giáo thôi. Đến hội thánh giả vờ hallelujah tôi đầy dẫy thánh linh, về nhà đánh nhau lung tung lang thang hết. Tôi nghĩ cái đó là Pharisee. Nhưng mà chúng ta không chơi kiểu Pharisee. Chúng ta đi theo con đường chân thật. Cho nên thế mà hãy mạnh từ trong gia đình mình, hãy mạnh từ trong phòng kín của mình, hãy mạnh từ những nơi riêng tư của mình, hãy đầy đủ những đạo đức cơ đốc từ trong chính rương cọt của mình, chính là gia đình của mình. Tôi đảm bảo với anh chị em đi đâu thắng nào. Cho nên câu kinh thánh là Chúa nói là trong Ê-sai chương 3 câu 4 câu 5 câu 12, ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ làm quan trưởng và con nít sẽ cai trị họ. Anh chị em thấy chưa? Dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận, con nít sẽ lấn lướt người già cả, người hèn hạ sẽ lấn lướt người tôn trọng. Dân ta bị con nít hà hiếp và bị đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn đường ngươi làm cho ngươi sai lạc và họ phá hoại đường lối của ngươi. Anh chị em thấy chưa? Đây là những câu kinh thánh nói về tình trạng thiếu lãnh đạo chân chính, thiếu đi những lãnh đạo từ Đức Chúa Trời, thiếu đi những con người kính sợ Chúa để lãnh đạo, thiếu đi những con người không sống theo chuẩn mực của lãnh đạo mà Chúa muốn. Cho nên kinh thánh chép rằng là dân sự hà hiếp nhau,
người này lấn lướt người kia, sự loạn lạc ở trong cái tập thể đó. Và Kinh Thánh nói rằng con nít sẽ cai trị họ, đàn bà sẽ cai trị họ. Tôi xin lỗi, đây là nói lời Kinh Thánh chứ không phải tôi bịa ra. Nhưng mà cái câu mà đàn bà cai trị họ không phải là chê chị em phụ nữ đâu, nhưng đó là cái lối nói. Cái lối nói nghĩa rằng là một cái kiểu cai trị không có đúng chuẩn mực, chứ không phải nói rằng là phụ nữ là xấu đâu nha anh chị em. Đừng nghĩ như thế. Phụ nữ có những người tuyệt vời, phụ nữ cũng tuyệt vời như phụ nam thôi, không khác gì cả. Mà phụ nam cũng xấu, nhiều khi cũng xấu xa như phụ nữ thôi, không khác gì cả. Tất cả đều có người tốt người xấu. Nhưng ở đây lời của Chúa đang muốn nói cái cách lãnh đạo con nít, cái cách lãnh đạo đàn bà là lãnh đạo sao? Lãnh đạo con nít là lãnh đạo chỉ lo cho bản thân mình. Anh em thấy con nít không? Nó dành đồ chơi với nhau thôi, suốt ngày ô ta phải ăn gì, uống gì, mặc gì, ta chơi cái gì, đồ chơi ta đâu. Con nít là thế. Một lãnh đạo con nít đứng lên sẽ chỉ lo cho bản thân mình thôi, ta phải đi xe gì xịn nhất, còn dân tình thì đói khổ mặt nó. Ta phải ở biệt phủ, ta phải ở biệt thự, còn dân tộc lầm than đói khổ kệ nó. Đó là việc chúng nó đó, con nít. Còn đàn bà là nói gì? Ý Chúa đang nói về cái sự nhỏ nhen ích kỷ, làm lãnh đạo mà đi đôi co những cái chuyện rất là nhỏ nhen, nhỏ nhặt thì không được. Thấy người kia mặc cái áo đẹp hơn mình cũng ghét. Đấy là kiểu đó. Xin lỗi nha, không phải tôi nói chị em đâu, tôi chỉ nói là cái kiểu đó, cái sự lãnh đạo kiểu đó. Cái sự lãnh đạo mà làm lãnh đạo mà đi ghen tức với dân sự. Ô, thấy dân sự được ơn hơn mình thì mình tự nhiên nổi máu xung thiên lên, là không được, nhỏ nhen, phải không ạ? Cho nên ngày hôm nay Chúa đang muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của người lãnh đạo là phải đúng chuẩn mực của Chúa. Nếu như có một lãnh đạo đúng chuẩn mực của Chúa, tôi đảm bảo anh chị em, gia đình đã phát triển, hội thánh đã phát triển, cộng đồng đã phát triển. Amen chứ? Không thể nào mà không phát triển được. Vậy thì bây giờ chuẩn mực của lãnh đạo là gì đây anh chị em? Dĩ nhiên nó rất là nhiều điều, nhưng trong khuôn khổ của bài giảng hôm nay đó, tôi chỉ muốn nói cho anh chị em vài điểm thôi. Vài điểm về cái chuẩn mực của một lãnh đạo trong gia đình, trong hội thánh, trong công ty, trong cái doanh nghiệp, trong cái công sở nơi anh em làm việc. Biết đâu anh em ngồi ở dưới đây có thể có mấy mươi phần trăm là những lãnh đạo, biết đâu được. Cho nên chúng ta phải cùng nhau nhìn vào lời Chúa, xem thử Chúa dạy cho những lãnh đạo điều gì. Điều gì? Lát nữa thì chúng ta sẽ nói về cái vai trò của cái sự thuận phục nữa. Phan anh nha, bây giờ chúng ta hãy xem một vài cái ý nói về lãnh đạo tốt. Lãnh đạo tốt là chúng tôi đang muốn ý nói về phạm trù đạo đức thôi nha, chứ tôi chưa nói đến lãnh đạo giỏi nha. Tốt với giỏi nó khác nhau. Có những lãnh đạo rất tốt nhưng mà không giỏi, còn có những lãnh đạo rất giỏi nhưng mà giết người thôi rồi luôn. Như Hitler giỏi lắm, đánh đâu thắng đó nhưng mà giết 31 triệu người. Có những lãnh đạo rất tốt mà cứ ngồi như cái cục tượng vậy thôi, chẳng làm gì cả. Ôi cái gì cũng gật thì cũng căng. Nhưng mà ít nhất bây giờ chúng ta phải nói về cái phạm trù đạo đức trước. Bởi vì nếu không có đạo đức thì giỏi chỉ là phá hoại thôi, chứ không làm được cái gì đâu anh chị. Thật sự mà nói thế, nếu một người giỏi mà không có đạo đức thì nó phá tàn nát còn hơn cái người có đạo đức mà không giỏi. Chẳng thà đừng làm gì chứ đừng có phá, đúng không? Còn cái anh mà anh giỏi phá, anh giỏi làm mọi thứ nhưng mà anh tàn ác thì cũng căng. Cho nên bây giờ tôi nói về phạm trù đạo đức trước. Bây giờ anh chị em sẽ cùng tôi theo dõi ở trong Ma-thi-ơ chương 23 nha. Ma-thi-ơ chương 23 nó sẽ nói cho chúng ta biết về những lãnh đạo đúng ý Chúa. Những lãnh đạo đúng ý Chúa. Ma-thi-ơ chương 23 đó thì mở đầu Chúa Giê-xu nói: hỡi những thầy Pha-ri-si và người thông giáo, là kẻ ngồi trên ngôi của Môi-se. Khi Chúa Giê-xu nói câu đó, anh chị em phải hiểu rằng là ý Chúa nói rằng: hỡi những người Pha-ri-si và thầy thông giáo, các ngươi đã được đặt vào vị trí lãnh đạo, nhưng các ngươi là lãnh đạo, nhưng các ngươi thế này thế này thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem Chúa nói nhưng cái gì nha. Đầu tiên Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 12 nè: kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Thưa anh chị em yêu quý, lãnh đạo tốt trước hết phải là một lãnh đạo khiêm nhường. Anh chị em có amen với tôi điều đó không ạ? Tại vì con người chúng ta ai cũng bất toàn hết á.
không có ai là tôi biết mọi sự. Không có ai được quyền vỗ ngực nói rằng tôi giỏi hơn tất cả mọi người. Không có ai được quyền nói điều đó. Chỉ có Đức Chúa Trời được phép nói. Cho nên người lãnh đạo tốt trước hết phải là người khiêm nhường. Nhưng những thầy Pharisee và người thầy thông giáo, họ không khiêm nhường. Họ đi vào những nơi nhà hội, họ vào những nơi yến tiệc, thì họ tự động sao vậy? Kéo cái ghế tốt nhất ngồi trên đó, vuốt râu một cái: tao mà đỉnh nhất ở trong đám này. Cho nên chị em ơi, cái đó là cái thái độ mà Đức Chúa Trời không thích có ở lãnh đạo. Trong gia đình cũng vậy. Một người cha tốt á, là một người cha không bao giờ nói cha lúc nào cũng đúng, mẹ con tụi bay lúc nào cũng sai. Người cha đó là hơi nguy hiểm nha anh chị em. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Đúng không? Tao lúc nào cũng đúng, tụi bay sai hết. Đúng không? Cho nên cái đó là cái rối loạn trong gia đình. Cái đó là cái thứ mà khiến cho gia đình xào xáo, khiến cho những người ta sống mà không nói được tiếng nói của mình, không nói ra được ý kiến của mình, không có bao giờ được nhìn nhận cái giá trị của mình. Và anh chị em biết không, đó là mầm mống của sự rối loạn ở trong một tập thể, ở trong một gia đình, hay trong bất cứ một cái quốc gia nào. Trong ngôn chép sao anh chị em? Sự kiêu ngạo đi trước thì sự bài hỏi theo sau. Cho nên người lãnh đạo tốt phải là người khiêm nhường. Phải là người khiêm nhường. Đó là cái đầu tiên à. Và cái sự khiêm nhường này nó dựa trên một cái nền tảng rất là chân thật ở trong Ê-phê-sô chương 5 câu 21 đó, câu 20-21 đó, là hãy kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau. Cái nền tảng là kính sợ Chúa. Khi chúng ta biết kính sợ Ngài thì chúng ta sẽ không lên mình kiêu ngạo. Khi chúng ta biết kính sợ Ngài, chúng ta sẽ không trở thành một người trịch thượng, khinh thường mọi người. Không bao giờ có cái tâm tính đó. Thứ hai anh chị em, thứ hai như thế này. Trong Ma-thi-ơ câu 23 câu 16 đó, thì Chúa Giê-xu mới trách những người Pha-ri-si và thầy thông giáo hai điều. Đó là họ bảo là họ chỉ của lễ trên đền thờ thề là được, chỉ vàng trên đền thờ thề là được, còn chỉ đền thờ, chỉ cái bàn thờ thề là không có xi nhê gì. Họ nói ý Chúa nói gì đây anh chị em? Đây là những lãnh đạo tham tiền, những lãnh đạo tham lam, những lãnh đạo mà không bao giờ biết kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa, mà chỉ biết tìm tiền với vật chất thôi. Đây là điều mà tất cả những lãnh đạo nên tránh, nhất là làm việc về công tác thuộc linh. Sự tham lam tiền bạc là cội rễ của mọi điều gian ác. Sự tham lam tiền bạc nó khiến cho người ta có thể bẻ cong lời của Đức Chúa Trời để nói theo ý của mình, để nói theo ý của dân sự, để nói theo cái ý có thể kéo được nhiều tiền của người ta. Giống như Pharisee thầy thông giáo nói như này, anh chị em nghe thử xem thử có lọt cái lỗ tai mà nó vẫn giảng được. Họ bảo là của mà các anh chị em có đó để dành báo hiếu cho cha mẹ đó, mà nếu đem cái của đó dâng lên cho hội thánh rồi thì về dứt luôn cha mẹ ra ngoài đường, không cần báo hiếu nữa, xong nhiệm vụ. Vậy mà thầy thông giáo Pharisee giảng như vậy đó anh chị, giảng vậy đó, giảng cho những người dân Do Thái thời bây giờ của vàng bạc gì để báo hiếu cho cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ lúc già cả, đem dâng hết lên đền thờ đi, dâng xong rồi ta ký cho một cái tờ giấy về đưa cho cha mẹ, nói đây cha mẹ nhé, con đã báo hiếu cho cha mẹ bằng cách dâng đền thờ rồi, giờ mời cha mẹ đi ra kia ở. Khủng hoảng anh chị, rất khủng hoảng. Cho nên lòng tham tiền nó khiến cho người lãnh đạo bài hỏi. Lòng tham tiền nó khiến cho người lãnh đạo nói năng và hành xử cực kỳ gian ác. Lòng tham tiền nó khiến cho người lãnh đạo, như Kinh Thánh chép, mù lo. Mù lo. Đây nè, hỏi kẻ mù dẫn đường kia. Đúng không? Khi mà những người Pharisee thầy thông giáo nói như vậy thì Chúa Giê-xu nói là người mù lo. Mù lo. Đó là cái thứ hai anh chị em. Để trở thành lãnh đạo tốt, đừng tham lam vật chất. Thiệt sự anh chị em, đừng tham lam. Nếu như Chúa kêu gọi anh chị em là người xây dựng hội thánh thì đừng bao giờ ngày đêm nghĩ tiền, mà thay vào đó phải nghĩ gì anh chị em? Linh hồn. Amen. Nhưng mà nếu chúng ta ngày đêm cứ tiền thì càng ở đấy,
chắc chắn ba cái chữ tiền tiền đó nó sẽ điều khiển cái miệng anh chị em giảng ra những lời trái với Kinh Thánh, giảng ra những lời kích động dụ dỗ người ta dâng tiền cho anh chị em, giảng ra những lời mà Chúa không dạy để trục lợi dân sự, trục lợi người khác. Cái đó là điều tối kỵ cho một lãnh đạo tin kính Chúa. Và chính Chúa Giêsu đã rất là không bằng lòng với những thầy thông giáo người Pha-ri-si. Và Chúa nói thẳng luôn, thầy thông giáo Pha-ri-si là những kẻ tham tiền. Chúa nói thẳng luôn, không giấu giếm gì, không nói như tôi nói hôm nay là hơi còn nhẹ. Chúa chỉ thẳng luôn, tụi bay là những đồ tham tiền. Và tiếp theo anh chị em, lãnh đạo tốt là gì nữa? Chúa nói là khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng, bề ngoài cho đẹp mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dày. Dành điều thứ ba, làm người lãnh đạo chớ sống giả hình. Tối kỵ nha anh chị, tối kỵ. Vì khi chúng ta sống giả hình thì Chúa Giêsu nói rằng người đó như cái nghĩa địa vậy. Ôi sao anh chị em thấy nghĩa địa mà mỗi lần tháng 12 rồi tảo bộ người ta sơn phết nó đẹp, hoa lá cành rồi vô, nhưng bên trong nó là gì? Xương người chết. Khi chúng ta sống giả hình, bên trong chúng ta không có sự sống. Mặc dù có thể mặc cà vạt đẹp như tôi như thế này phải không? Nhưng mà bên trong là sự chết. Bên trong sự chết. Bên trong sự chết. Cho nên khi chúng ta giả hình thì rõ ràng Chúa Giêsu không hài lòng. Ở nhà không cầu nguyện, từ sáng đến chiều không ở với Chúa, Kinh Thánh không đọc, nhưng mà đứng trước hội chúng là cầu nguyện như đúng rồi. Những người thuộc linh này nè, ôi Chúa ơi con yêu Ngài thế này nè, giả tạo. Nếu mà Chúa hiện ra được, Chúa hay nói ở nhà nó có tôn vinh ta lời nào đâu, nó giả vờ lên đứng nói trước tụi bay ấy. Chúa sẽ nói như thế. Phải không anh chị em ạ? Người lãnh đạo thuộc linh là người phải sống ở trong phòng riêng như thế nào thì giữa công chúng như thế, sống ở trong nhà với vợ con như thế nào, ở giữa hội chúng như vậy. Đừng giả vờ. Chúa biết hết đó mà. Có người nói không, ta làm điều này không ai thấy, chỉ mình ta với ta. Nhưng xin thưa anh chị em, có thêm một đấng nữa thấy, đó là Chúa. Amen. Đó là Chúa. Cho nên chúng ta hãy đừng bắt chước những cái kẻ này giả hình. Giả hình, giả hình nó còn có một cái nguy hiểm nữa anh chị em. Nguy hiểm nữa là gì? Nó làm cái gì cũng chiếu lệ thôi. Giảng bài giảng thì như đọc diễn văn vậy đó, không ạ? Giả hình không có sự sống, giả hình không có lửa, giả hình không có cái gì đem lại cái, cho dân sự một cái điều gì tốt lành, cho những con người ở dưới sự lãnh đạo của người đó một cái điều gì tiến triển phát triển. Giả hình là một cái điều mà Chúa Giêsu cực kỳ phản đối. Một điều cuối cùng, một điều cuối cùng, đó là người lãnh đạo tốt phải dám can đảm nói ra chân lý. Anh em thấy Chúa Giêsu đọc ở trong Ma-thi-ơ chương 23 không? Chúa Giêsu nói người thầy thông giáo Pha-ri-si làm sao ạ? Ngươi đi xuống ruộng lên bờ để kéo người ta vào đạo ngươi, và rồi ngươi làm cho họ thành người địa ngục gấp hai lần ngươi. Tại sao vậy anh chị em? Tại sao mà họ thành người địa ngục gấp hai? Tại sao họ thành người tối tăm gấp hai? Tại vì người Pha-ri-si và thầy thông giáo sẵn sàng bẻ cong chân lý, sẵn sàng nói cái gì đó không có trong Kinh Thánh, sẵn sàng có thể xé Kinh Thánh bỏ đi, nói những điều mà người ta thích nghe để kéo người ta vào trong đạo của mình. Và rồi khi vào rồi thì sự tối tăm trên người đó trở thành gấp hai lần. Tôi lấy một vài ví dụ điển hình. Chúa nói trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi đừng làm tượng chạm mà quỳ lại, vì ta là Đức Chúa Trời kỹ ta. Nhưng mà vì muốn người ta vô đạo mình mà, cho nên nói được mà. Chúa cho phép du di hết rồi, nhập gia tùy tục, không mà vô tư đi đó, miễn sao tấm lòng mình thôi mà. Chúa biết tấm lòng, ok vào đi. Và cuối cùng chúng ta thu hút được rất nhiều người, nhưng mà toàn người địa ngục không à? Toàn người địa ngục. Và cuối cùng hội thánh sao anh chị em? Đầy dãy nan đề, đầy dãy bệnh tật,
đầy dạy ma quỷ, đầy dạy đói nghèo, đầy dạy nhân sự tối tâm, rồi người lãnh đạo mới nói: Chúa ơi, Chúa ở đâu, sao không hiện diện cho hội thánh của con? Chúa sẽ nói: toàn người địa ngục, không sao ta hiện diện được, không ạ? Cho nên tôi nói người lãnh đạo là người phải dám nói chân lý, dám giảng đúng lẽ thật, lấy lòng thanh sạch của mình nói ra lẽ chân thật bởi tình yêu thương. Anh chị em ơi, ngày hôm nay đó, chúng ta cần những lãnh đạo như vậy, những lãnh đạo khiêm nhường, những lãnh đạo coi thường danh lợi quyền tiền. Chúng ta cần những lãnh đạo dám dám sống thật trước danh sự, có lỗi nhận lỗi. Tốt xấu chúng ta hãy để cho mọi thứ ra ánh sáng và sẵn sàng ăn năn để sửa đổi chính mình. Ngày hôm nay chúng ta cần những lãnh đạo không sống giả hình. Chúng ta cần những lãnh đạo dám can đảm nói ra lẽ thật. Anh chị em ạ, nếu anh chị em là trưởng nhóm tế bào, nếu anh chị em là cha là mẹ trong gia đình, nếu anh chị em là giám đốc của một công ty, nếu anh chị em là mục sư lãnh đạo một hội thánh, trước hết anh chị em phải đọc kỹ Ma-thi-ơ chương 23 và uống mình trở lại vào khuôn mẫu của Đấng Christ, khuôn mẫu của một người lãnh đạo mà Chúa muốn. Tôi nói với anh chị em rằng hội chúng của anh chị em sẽ phát triển, gia đình anh chị em sẽ êm ấm, công ty của anh chị em sẽ đầy ánh sáng, tất cả những gì anh chị em làm sẽ bắt đầu được phước. Tôi nhắc lại với anh chị em rằng tốt hay xấu, lành hay dữ, phát triển hay không phát triển, hoàn toàn phụ thuộc vào lãnh đạo. Anh chị em nghĩ mà coi, đọc lịch sử mà xem, lịch sử thế tộc đấy, anh chị em đọc sẽ xem sẽ thấy qua bao nhiêu triều đại của một đất nước, phải không ạ? Hết vị vua này lên vị vua kia xuống, và mỗi vị vua luôn để lại những gì đó cho hậu thế. Và đọc những gì đó chúng ta biết được tài lãnh đạo của vị vua đó, có phải không chị? Chúng ta đọc lịch sử sẽ biết liền vị vua này có tài lãnh đạo là xây dựng đất nước hùng cường, dân tộc sống lành mạnh, mạnh mẽ, quân đội, kinh tế, văn hóa, tất cả mọi gia đình đều nền hết. Còn những vị vua ham ăn chơi tiền bạc, những vị vua lên ngôi một cái là bắt đầu không thấy bóng dáng ông đâu cả, suốt ngày nằm ở trong nhà, thế là càng ngày này đất nước chỉ có đi ăn mày thôi anh chị, ăn mày. Anh chị em đọc lịch sử dân tộc mình thôi chứ không đơn dân tộc đâu xa, sẽ thấy những triều đại như vậy. Và hội thánh cũng như thế thôi, hội thánh cũng giống y xì như vậy thôi. Nếu trong hội thánh mà ban lãnh đạo của hội thánh không cầu thay cho dân sự, không lo cho dân sự, không dạy lời Chúa cho dân sự, không cầu nguyện cho dân sự, tôi đảm bảo với anh chị em, dân sự sẽ kêu thấu trời, khô hạn. Đến hội thánh thì chỉ có ngủ từ đầu đến cuối rồi đi về, chẳng có một cái gì khích lệ, chẳng có một cái gì làm cho cuộc đời hồn linh thân thể của mình được phát triển, chẳng có một cái gì khiến cho mình thấy được ánh sáng. Anh chị em ơi, tốt xấu lành dữ, bại hay thành công, tất cả phụ thuộc vào lãnh đạo. Hãy cầu nguyện cho lãnh đạo, hãy cầu nguyện cho lãnh đạo đất nước, hãy cầu nguyện cho lãnh đạo của công ty mình, hãy cầu nguyện cho cha mẹ trong gia đình mình, hãy cầu nguyện cho ông bà, hãy cầu nguyện cho những cái người đang điều hành và có ảnh hưởng ít nhiều trên cuộc sống của mình. Đó là nhiệm vụ của chúng ta nữa anh chị, chắc chắn là như thế. Cho nên ở đây còn một phần nữa, tôi gọi đó là cái khả năng thuần phục lãnh đạo. Có một điều rất hay tôi thấy ở trong Kinh Thánh là Chúa luôn luôn đặt cái sự lãnh đạo với cái sự thuần phục đi đôi với nhau. Ở đâu không có sự thuần phục, ở đó cũng không có sự lãnh đạo. Mà ở đâu không có sự lãnh đạo thì ở đó cũng chẳng có sự thuần phục nào. Cho nên tôi muốn anh chị em sẽ đọc ở trong Ê-phê-sô chương 5 câu 20-21 nha anh chị em. Nó rất đơn giản thế này: hãy kính sợ Chúa mà vâng phục nhau. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình. Tôi nhiều lần tôi suy nghĩ câu này, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nói tại sao Chúa ơi, Chúa nói rằng là hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau, hỡi người làm chồng hãy yêu thương vợ mình, mà sao lại Chúa đưa vợ thuận phục chồng trước vậy Chúa? Tôi suy nghĩ ra tại sao Kinh Thánh lại đặt cái thứ tự vậy. Hóa ra tôi hiểu một điều: ở đâu không có sự thuận phục, ở đó nhất định không có sự lãnh đạo nào. Sự thuận phục phải đi trước. Đức Chúa Trời nói với con người rằng hãy vâng lời ta, thuận phục ta sẽ làm Đức Chúa Trời ngươi. Chúa nói vậy.
Chúa nói như vậy, hãy thuận phục ta, hãy gìn giữ điều răn ta, luật lệ của ta, đi theo đường lối ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên chị em ạ, phải có sự thuận phục trước, sau đó chúng ta mới có cơ hội để có những lãnh đạo đúng nghĩa. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ở đâu có những lãnh đạo đúng nghĩa thì ở đó mới có những sự thuận phục đúng nghĩa. Nói đi cũng phải nói lại, chứ không phải là cứ cắn răng mà chịu nha anh chị em. Không phải cắn răng mà chịu. Tôi nói là cái này đó, nó có cái tính tương hỗ lẫn nhau, hệ quả của nó tác động qua lại với nhau. Anh chị em đọc trong Phi-rơ nhất chương 5 sẽ thấy sứ đồ Phi-rơ chương 5 từ câu 1 trở đi, sứ đồ Phi-rơ nói rằng tôi cũng là một trưởng lão như anh em. Anh em ơi, hãy chăn dắt bầy chiên của Ngài, đừng làm vì cớ lợi lộc, đừng làm vì cớ giả hình, đừng làm vì cớ ai đã ép buộc, nhưng mà phải làm vì làm gương, làm vì cớ yêu bầy chiên, làm vì cớ nhận mạng lệnh từ Chúa. Và đến khi đấng chăn chiên làm đầu, nghĩa là đấng lãnh đạo tối cao hiện ra, thì chúng ta sẽ nhận lấy phần thưởng. Sau khi Chúa nói như vậy xong, thì anh em thấy Chúa khuyên trong câu 5 như thế nào nhé? Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy hãy đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúng ta thấy lời Chúa không ạ? Chúa nói về sự lãnh đạo, sau đó Chúa nói về sự thuận phục. Còn trong Ê-phê-sô, Chúa nói về sự thuận phục, sau đó Chúa nói về sự lãnh đạo. Tôi nói rằng hai cái này tương hỗ hỗ trợ cho nhau. Không bao giờ có một sự thuận phục đúng nghĩa nếu nơi đó không có một sự lãnh đạo đúng ý Chúa. Không bao giờ có một sự lãnh đạo đúng theo lòng của Chúa nếu nơi đó không có một sự thuận phục theo lòng kính sợ Ngài. Hai cái này song hành với nhau, song hành với nhau. Cho nên thưa anh chị em, trong gia đình, trong hội thánh, tôi muốn nói điều gì cho anh chị em ở đây? Trong gia đình, hỏi những người làm vợ, hãy kính trọng chồng mình. Tại sao Chúa nói như vậy? Bởi vì con người nào cũng có những lỗi lầm, con người nào cũng có những lúc sai phạm. Nhưng mình kính trọng là vì cớ Chúa, mình tôn trọng cái vị trí lãnh đạo của chồng mình trong gia đình. Anh ấy có thể giận dữ nè, anh ấy có thể phạm một vài sai lầm nè, anh ấy có thể không làm gương ở một chỗ nào đó nè, nhưng không vì những lỗi lầm đó mà mình khinh thường. Khi mình khinh thường chồng mình là giống như mình khinh thường Chúa. Cho nên đây là một điểm rất đặc biệt. Tôi khích lệ anh chị em hãy nghe quyển sách ở trên sách nói Gia đình thiên đàng, thiên đàng dành cho gia đình của tác giả Fran Harmon. Hãy nghe quyển sách này để chúng ta hiểu được ý nghĩa thuộc linh của trật tự gia đình, trật tự của một người vợ thuận phục chồng để Đức Chúa Trời có thể thánh hóa gia đình đó. Nếu như một người vợ không thuận phục chồng mình, nổi loạn vì có những sai phạm của người chồng, anh em biết ai sẽ bước vào gia đình mình không? Satan bước vào. Satan khôn lắm, nó kích động như vậy để nó bước vào. Nó bước vào và gia đình đó sẽ không bao giờ có một giây phút nào êm ấm. Và chuyện ly dị, ly hôn là chỉ còn là thời gian thôi. Nhưng ngược lại, hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình. Yêu thương có nghĩa là bao dung. Yêu thương có nghĩa là không có chấp nhận những cái vấn đề ở nơi người vợ mình có thể có những cái điều yếu đuối, có những cái điều thiếu thốn về kiến thức, về thế này thế nọ, nhưng là một người chồng yêu thương bảo vệ, giống như đấng Christ yêu thương hội thánh vậy đó. Anh chị em coi có hội thánh nào là hoàn hảo trên đất này không anh chị em? Nhưng mà Chúa có yêu hội thánh ngài không? Có người phụ nữ nào hoàn hảo trên đất này không? Vậy thì mỗi người chồng cũng hãy yêu vợ mình. Cho nên có những người bảo tôi chờ phải có một người nữ hoàn hảo tôi mới lấy làm vợ. Đảm bảo anh này ở giá luôn. Chắc chắn rồi. Vì nó không có. Đơn giản là không có. Cho nên không bao giờ có được một người nữ nào hoàn hảo, hay không bao giờ có một người nam nào hoàn hảo. Mà nói như ông Richard Dawkins nói đó, chúng ta là hai con người không hoàn hảo hợp nhau lại để làm thành hoàn hảo trước mặt Chúa. Tôi rất thích câu đó. Ông Richard Dawkins, ông nói như vậy. Cho nên chúng ta đi tìm người hoàn hảo làm gì có.
Nhưng bởi chúng ta thiếu sót, chúng ta cần nhau để rồi giúp nhau thánh hoàn hảo trước mặt Chúa. Cho nên anh chị em, nhắc lại một điều nữa, đó là cái sự thuần phục lãnh đạo rất quan trọng, từ trong gia đình và trong hội thánh. Hội thánh Chúa đặt để mục sư, những người lãnh đạo hội thánh, để dẫn dắt bầy chiên của Ngài. Anh chị em ơi, một cái con người mà nó leo lên cây dừa đó, nó leo đọt dừa đó, nó dễ té hơn những người đứng dưới đó, đúng không ạ? Leo lên đọt dừa té xuống gãy chân gãy tay. Cho nên đứng ở trong cái vị trí mà để lãnh đạo về thuộc linh, anh chị em phải hiểu rằng nó có những áp lực nhất định của nó. Áp lực đủ kiểu, áp lực về mặt thuộc linh, áp lực về mặt đời này, áp lực về mặt con người, áp lực về mặt kẻ thù, tất cả mọi điều nó chĩa vào cái người lãnh đạo đằng trước. Anh em nhớ cái câu chuyện mà vua Ahab với vua Josaphat đi ra đánh trận không? Nhớ không? Thì cái vua mà Syri nó nói sao? Đừng có đánh người nào hết á, cứ nhèn vua đánh chết cho ta. Đánh chết. Và cuối cùng Josaphat nó phải la làng lên đúng không? Chúa ơi, kêu cho tất cả dòng họ đánh thôi. Cho nên là vị trí của người lãnh đạo nó bị một cái áp lực như vậy. Và đó là lý do Chúa nói rằng: hỡi những người trẻ ơi, hãy thuận phục các trưởng lão, hãy vâng phục những người dẫn dắt mình, vì người ấy làm cái chức phận đó như là một cái chức phận canh giữ linh hồn, dường như phải khai trình trước Chúa để cho người ấy vui vẻ mà làm xong chức vụ của mình, không có phàn nàn gì hết, vì họ phàn nàn không có lợi cho anh em. Anh chị em biết tại sao khi người lãnh đạo phàn nàn không có lợi cho anh em không? Tôi ví dụ tôi làm Chúa đặt cho tôi chăn giữ hội thánh nhà muôn dân này trước mặt như thế này, mà bây giờ trong lời cầu nguyện tôi cứ phàn nàn: Chúa ơi, nhớ đến cái ông kia, nhớ đến cái cô này, lúc nào cũng công kích con, lúc nào cũng nói xấu con, lúc nào cũng thế này nọ. Anh chị em được phước không? Chắc chắn không. Nhưng khi nên thuận phục yêu thương tôi, anh chị em gọi điện hỏi thăm tôi, cầu thay tôi quỳ gối xuống, tôi nói: Chúa ơi, ban phước cho anh đó, anh yêu con nhiều quá Chúa ơi, chúc phước cho công việc nó, chúc phước cho gia đình nó, tuyệt vời, mỗi lần con gặp nó con vui quá Chúa ơi. Anh em lợi không? Thế thì phải thuận phục thôi, nên thuận phục chưa? Cảm ơn Chúa. Đó là lý do, đó là lý do. Bởi vì dù sao đi nữa, Chúa ban phước từ trên ban phước xuống, dầu đổ trên đầu Aaron đi xuống chứ không phải từ dưới trong áo đi lên, amen chứ, từ râu chảy xuống. Cho nên nếu người lãnh đạo ở trong hội thánh mà được phước, dân sự được phước, một ông vua trong đất nước mà được phước, cả thần dân được phước. Đó là sự thật, đó là sự thật. Cho nên chị em ơi, hãy thuận phục, hãy cầu nguyện cho lãnh đạo, hãy sống trong tình yêu, hãy sống trong cái sự tha thứ cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm nhau, cùng nhau nắm tay nhau lại, đứng về phía một bên thôi, đó là bên sự sáng, đánh dập đầu thằng Satan xuống. Amen. Tôi thích dân sự như thế đấy, tại vì tôi biết, như tôi đã nói trước bài giảng, chúng ta chỉ có hai lựa chọn thôi, không có lựa chọn ở giữa. Một là chúng ta đứng về phía Satan để chống lại Đức Chúa Trời, hai là chúng ta đứng về phía Đức Chúa Trời chống lại Satan. Nhưng đáng buồn thay, có những con người gọi là con cái Chúa, nhưng vì mất tỉnh thức đứng về phía Satan, lên án, nói xấu, nói hành, chỉ trích, làm cho đạo của Chúa bị tổn hại rất là nhiều. Tại sao chúng ta làm điều đó? Cho nên chị em ơi, nếu chúng ta sai, ông bà mình nói, đóng cửa lại về nhà bảo nhau. Các bạn nghe, đóng cửa lại. Mình là một gia đình, hội thánh của Chúa chỉ có một thôi. Đừng vì hệ phái, đừng vì giáo phái, đừng vì giáo hội mà chia rẽ nhau. Thực ra chúng ta chỉ có một thôi. Chúng ta có một Cha, một Chúa và uống chung một Thánh Linh. Có gì sai, hãy về nhà đóng cửa bảo nhau. Amen chị em. Chúng ta hãy nói tốt cho nhau, và đó cũng là cách thể hiện sự thuận phục của tâm lòng chúng ta với Chúa. Sự nổi loạn luôn đến từ Satan. Lý do Satan bị đạp đầu xuống dưới đất này là vì nó kiêu ngạo và nổi loạn. Lý do là chỉ thế. Cho nên khi chúng ta nổi loạn thì đâu đó bên trong tấm lòng chúng ta có cái men của sự kiêu căng. Kiêu căng. Chúng ta có thể nghĩ rằng nếu tôi đứng ở vị trí của ông lãnh đạo đó, tôi làm tốt hơn ông ạ. Tốt hơn. Mình nghĩ như thế. Nhưng mà chưa chắc đâu ạ. Chưa chắc đâu. Cho nên chị em biết không,
chúng ta phải cầu nguyện cho những lãnh đạo ở đất nước mình nữa. Đôi khi chúng ta bị kích động, chỉ trích, nói hành quá nhiều. Quá nhiều, chúng ta nghĩ điều đó không tốt đâu. Lời Chúa dạy rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho lãnh đạo, các bậc cầm quyền, cho các vua, để chúng ta lấy đời bình an, bình tĩnh mà sống ở trên đất này. Đó cũng là tấm lòng thuận phục đó anh chị. Chỉ trích không có lợi đâu. Chỉ trích là Satan cười, Satan được nước. Cho nên khi tôi nhìn vào ở xã hội phương Tây chẳng hạn, ở nước Mỹ chẳng hạn, tôi không hiểu lý do gì mà người dân có quyền để chỉ trích, lên án, châm biếm, dè biểu lên truyền thông, nói tổng thống, nói cái người lãnh đạo của mình không ra gì cả. Tôi nghĩ đó không phải là sự tự do đến từ Chúa. Đó là tự do kiểu của Satan. Cho nên chúng ta không cần sự tự do như vậy. Tôi xin nhắc lại, tự do thật là làm nô lệ cho Đức Chúa Trời. Tự do thật là nhốt mình trong chân lý của lời Ngài. Tự do thật là kỷ luật mình, sống trong lễ thật của lời Chúa, nói và làm những gì Chúa Giêsu cho phép. Amen chứ. Cho nên tóm lại bài giảng hôm nay, tôi muốn truyền đạt đến cho anh chị em những chân lý rất đơn giản. Đó là mỗi một chúng ta cần lãnh đạo. Mỗi một chúng ta cần lãnh đạo. Tốt, xấu, lành, dữ, thất bại hay thành công đều do lãnh đạo mà ra, đều do tài lãnh đạo mà ra. Sự lãnh đạo có hai mặt của nó. Tốt là về mặt đạo đức, giỏi là về mặt kỹ năng. Nhưng trong khuôn khổ bài giảng này, chúng ta không nói về sự giỏi, chúng ta chỉ nói về đạo đức thôi. Sự lãnh đạo cần đạo đức. Khiêm nhường, đừng tham vật chất, đừng sống giả hình, và dám can đảm nói sự thật. Đó là lãnh đạo tốt. Và cuối cùng, sự lãnh đạo và sự thuận phục có tính tương hỗ với nhau. Ở đâu có sự lãnh đạo tốt thì cũng cần có một sự thuận phục tốt. Ở đâu có sự thuận phục tốt thì nó cũng giúp cho một sự lãnh đạo tốt. Không bao giờ có cái chuyện ngược lại. Thuận phục và lãnh đạo luôn luôn đi song hành với nhau. Và điều đó phải đem áp dụng từ trong nhà mình, hội thánh, công sở, công ty và tất cả mọi thứ, để cho chúng ta có thể có được một cái cộng đồng phát triển lành mạnh theo ý muốn của Chúa. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thấy những lời đó khích lệ đời sống mình không? Anh em có quyết định rằng bây giờ về mình sẽ sóc lại tài lãnh đạo của mình không? Đó, phải sóc lại. Tôi đảm bảo với anh chị em rằng không có con người nào ngồi đây mà chưa từng lãnh đạo một cái gì. Phải có ít nhiều anh chị em được lãnh đạo một cái gì đó. Dù là lãnh đạo cái đứa em của mình cũng là lãnh đạo rồi. Nhà cái hai anh em tôi làm anh tôi lãnh đạo đó. Nhưng mà thằng em suốt ngày nó cứ nó chửi sỉ vả mình là coi chừng cái tài lãnh đạo của anh có tốt hay không. Không ạ. Cho nên cái đó là một cái mà mình cần phải xem xét lại nè. Thứ hai là anh em có thấy rằng mình cần sóc lại cái tấm lòng thuận phục của mình trong mọi sự của anh chị em, trong cái lễ thật của Chúa. Không ạ. Thuận phục trong gia đình, thuận phục trong hội thánh, thuận phục trên đất nước của mình. Hãy cầu thay, hãy cầu nguyện để làm cho mọi sự được đứng trong sự sáng và chống trả lại quyền lực của sự tối tăm. Tôi khích lệ anh chị em nghe quyển sách Uy Quyền và Thuận Phục ở trên sách nói.asia có đó anh chị em. Quyển đó rất hay, của tác giả Nghê Thác Thành. Viết quyển đó phải nói thật sự là ấn tượng và đầy dẫy sự sức giàu. Anh chị em sẽ nghe hai quyển nha, Uy Quyền và Thuận Phục, và quyển thứ hai là quyển gì? Thiên Đàng Dành Cho Gia Đình. Anh chị em nghe hai quyển đó xong, tôi đảm bảo anh chị em sẽ nhận một điều gì đó rất khích lệ. Và sắp tới sách nói sẽ có một quyển sách rất là đặc biệt để giới thiệu anh chị em, đó là Bẻ Gãy Sự Rủa Xả, có thể trong tuần này sẽ đăng lên. Và tác giả cũng Frank Hammond này, ông sẽ phân tích cho anh chị em biết những nguyên nhân nào nó gây lên những cái thất bại, đau đớn, bệnh tật, đói nghèo, thiếu thốn, buồn khổ, đổ vỡ trong đời sống của chúng ta về mặt thuộc linh. Chúng ta phải tìm ra cái dấu vân tay của kẻ thù. Kẻ thù là kẻ ăn trộm á, có dấu vân tay. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy đón nghe quyển sách đó, đã dịch xong và cũng đã đang đọc, và tuần tới sắp xong. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho những điều này, ban phước cho lời Ngài, ban phước cho tất cả anh em. Và giờ chúng ta hãy đứng dậy cầu nguyện cùng nhau. Chúng ta cầu nguyện cho lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay được đi vào trong lòng của mình. Amen chị em. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.